Vâng. Xin chào mọi người nhé. Vâng, tôi vừa đi một vòng quanh tình hình hôm nay. Vào trong nhà thì bạn khỏe hơn, cũng báo cho các bạn biết thế. Vừa rồi đi một vòng quanh Hồ Chí Minh ở khu trục vực trung tâm thì tình hình rất yên tĩnh, lực lượng an ninh thì cũng có nhưng mà số lượng thì giảm đi rất nhiều vì ngày nay là những ngày coi như là cuối của ngày nghỉ 3 ngày. Cho nên là người dân thành phố vẫn còn đi du lịch ở các tỉnh chưa về. Công nhân thì chắc chiều tối nay thì mới về. Mà mạng vừa nãy yếu thì chắc bây giờ khỏe rồi. Bọn chúng nó nói là ngày mai chúng nó tiến hành biểu tình, nhưng ngày mai thì có khả năng buổi sáng sớm mai những công nhân người ta bắt đầu ở các tỉnh gần gần Hồ Chí Minh và bắt đầu về. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái sự xảo trá của bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ
ở trong nước thì là những người dân người ta đã hiểu rõ rồi, chỉ có những kẻ ngu ngốc mà nghe theo lời chúng nó thì mới gây ra những cái cuộc biểu tình nhỏ lẻ thôi. Những ngày hôm qua an ninh thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được những cái kẻ, trong đó có tên Bản Lĩnh ở trong cái đội chơi diễn pháp của con Biên Thùy, hôm qua cũng đã bị tóm cùng với lại cái trái pháo nhỏ và dàn thun, chúng nó dùng đấy để chúng nó bắn. Nhưng không phải là bắn công an đâu, chúng nó bắn vào đoàn biểu tình, sau đó chúng nó đổ cho công an. Đấy là những âm mưu rất là thâm độc của chúng nó. Chúng nó dùng dàn thun bắn cái quả nổ nhỏ vào đoàn biểu tình gây sát thương. Và sau đó chúng nó quay phim chụp ảnh lên, chúng nó đổ cho công an, đưa giao ra ngoài quốc tế và kêu gọi nó như là quốc tế can thiệp vào Việt Nam. Chúng nó chỉ lấy những người dân ngu si đần độn nghe theo lời chúng nó để làm bình phong cho cái âm mưu thâm độc của chúng nó thôi. Đấy là cái âm mưu của chúng nó. Những cái vụ mà trước mọi người đều đã biết là an ninh thành phố Hồ Chí Minh ấy, bắt được một cái thằng bộ trưởng bộ nội vụ của tên Đào Minh Quân, mang rất nhiều trang phục của ngành an ninh ở trong Việt Nam. Thì khi mà ví dụ đoàn biểu tình chẳng hạn thì chúng nó sẽ mặc cái bộ đồ của công an và chúng nó gây những cái vụ nổ ở cái đoàn biểu tình. Sau đó ví dụ những người biểu tình bị như thế nào chẳng hạn thì chúng nó đổ cho lực lượng công an Việt Nam mà kết hợp với những cái quả nổ là chúng nó sẽ đổ cho cái lực lượng công an Việt Nam và chúng nó sẽ đưa những hình ảnh ra ngoài quốc tế để mà chúng nhờ quốc tế can thiệp. Đây là những âm mưu rất là xảo quyệt của bọn chúng, cho nên là những người dân mình đừng nghe theo lời bọn chúng. Các anh các chị đi biểu tình chẳng hạn, chúng có ném những quả nổ vào đấy thì các anh chị em và nhân dân bị thương tật hoặc bị chết chẳng hạn. Nhưng mà bọn chúng chỉ dùng những người dân ngu ngốc để phục vụ cho cái lợi ích đê hèn của chúng nó thôi. Các nhà dân hiện nay vẫn còn treo cờ, vâng. Tôi vừa đi một vòng quanh khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đường xá cũng rất vắng vẻ, nó chỉ đông hơn cái ngày Tết âm lịch một tí xíu thôi, còn rất là vắng. Hôm nay là ví dụ những người dân không đi du lịch mà còn ở lại thành phố Hồ Chí Minh đi đường rất là thích, đường xá vắng vẻ, xe cộ ít. Ước gì thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng như những ngày nay thì thật tuyệt, trời rất mát mẻ, đường xá thì cũng ít người đi ra ngoài rất thích. Khu vực ở nhà thờ Đức Bà mà trước cửa bưu điện thành phố ấy, thì cũng có cái lực lượng an ninh ở đó, nhưng mà hôm nay tôi thấy là ít hơn hẳn hôm qua đông hơn. Vâng, sáng nay coi như là thằng Bên Sương vẫn cứ gào thét kêu gọi mọi người
mùng 2 thì không kêu gọi được rồi, chúng kêu gọi mùng 4. Nhưng tôi nghĩ rằng là hiện nay những người dân, rất đông những người dân, người ta đã hiểu rõ những sự xuyên tạc của chúng nó rồi. Và chúng nó càng xuyên tạc thì là những người dân càng hiểu rõ cái bộ mặt của chúng nó thôi. Lần này chúng nó chuẩn bị cũng kinh lắm, nhưng mà chúng nó không qua khỏi mắt của lực lượng an ninh Việt Nam. Chúng nó mang vũ khí từ Campuchia vào thì cũng bị tóm, mang những quả nổ tới vào thành phố Hồ Chí Minh cũng bị tóm. Giải truyền đơn kêu gọi tất cả các thứ thì là cũng bị tóm hết. Đây, các bạn xem hình ảnh cái con bé thì nó làm ở cái đại nó lãnh sự quán Pháp rồi đấy. Cái con bé này con nhỏ gì đấy, hôm qua có bạn nào bạn chụp hình nó đưa lên Facebook, không biết cái trình này có ở cái đợt này hay đợt cái đợt mùng 10 tháng 6 một mình chạy dơ một cái tấm bảng lên lẻ loi giữa dòng người, mỗi một mình không ai thèm đói hoài tới. Đúng là những kẻ người này thần kinh hoang tưởng, nhục nhã. Một mình coi như giới tấm bảng giữa coi như là phố xá đông người, mọi người không ai thèm nhìn, không ai thèm đói hoài tới. Đúng là quá lạc lõng. Mời tôi xin tổng chào các bạn nha. Vì ở đây nó hơi ồn một tí xíu, thành công là đi nói thì phải nói sát vào cái mic, thành công là nhiều khi không nhìn vào cái bình luận của các bạn được. Mong các bạn hết sức thông cảm. Có một cái vấn đề này nữa này, tôi cũng xin nghĩ này. Thực ra cuộc sống của chúng ta hiện nay rất là yên bình, những mọi người cũng ít ai để những cái vấn đề có như là chính trị nọ kia, vì là người ta thấy cuộc sống yên bình, không có một cái vấn đề gì cả. Hàng ngày thì người ta chỉ lo lắng làm ăn thôi đấy. Nhưng mà tôi thấy là từ ngày mùng 10 tháng 6 vừa rồi, khi những cái cuộc biểu tình đấy, của bọn chúng ở thành phố Hồ Chí Minh và đêm 11 tháng 6 ở ngoài Bình Thuận và sáng 11 tháng 6 ở khu công nghiệp Phú Chen, thì là khi các báo đài Việt Nam và những người dân bình thường thôi, người ta biết được những cái cuộc biểu tình như thế, thì người ta, những người dân người ta bắt đầu, và một số người ta quan tâm đến vấn đề chính trị đấy. Thì người ta thấy được cuộc sống vẫn bình yên mà chúng nó xuyên tạc nó cái tất cả thứ, thì người ta phải vào xem những cái kênh của cái bọn mà dâm chủ quậy ở trong nước và những cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài. Thì tôi thấy là từ hôm mùng 10 tháng 6 này cũng xuất hiện rất là nhiều, kể cả trên Facebook các bạn thấy không, rất nhiều những cái bạn trẻ hoặc những người trước kia người ta không quan tâm đến vấn đề chính trị, thì bây giờ coi như là những người đó người ta quan tâm đến vấn đề chính trị, và tất cả người ta đều coi như là căm hận cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước đấy. Cho nên là tôi thấy là ví dụ như là những người dân Việt Nam có một tấm lòng rất là yêu quê hương, yêu đất nước và yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì bình thường thì người ta cảm thấy thế. Nhưng mà khi mà ví dụ cái cuộc biểu tình mà ngày 10 tháng 6 hoặc còn 11 tháng 6 xảy ra chẳng hạn, thì bắt đầu người ta quan tâm, mà tất cả, hầu như là tất cả người ta đều có căm ghét cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dâm chủ quậy trong nước, gọi tắt là bọn ba que. Thì người ta đều lên trên cái mạng, ví dụ mạng Facebook này, người ta phản đối cái sự xuyên tạc của chúng nó. Mà chúng nó càng xuyên tạc thì lòng dân càng căm hận chúng nó hơn thôi. Vâng, đấy là cái cảm nhận của tôi. Đấy, các bạn thấy không, bây giờ hiện nay từ mùng 10 tháng 6 tới giờ, các bạn chỉ quan sát ở trên cái mạng Facebook xem, rất nhiều bạn trẻ và những người mới xuất hiện đấy, ở trên cái mạng Facebook này để phản đối cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan và cái bọn dâm chủ quậy trong nước. Vâng.
đấy là lòng dân của mình. Bình thường thì nói chung là mọi người đều lo cho cuộc sống riêng của mình để góp phần xây dựng cái kinh tế của bản thân và gia đình, và sau đó phục vụ xã hội. Nhưng mà khi ví dụ như đất nước có một cái tình hình gì đó thì nói chung cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam, yêu cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì là trỗi dậy, và những người Việt Nam là thế. Khi đất nước thanh bình thì người ta cũng, những người dân thì cũng lo cho cuộc sống của bản thân, gia đình và cho đất nước. Nhưng mà khi mà đất nước mà có một cái tình hình gì mà bất ổn chẳng hạn thì nói chung là cái lòng yêu nước, yêu chế độ lại nổi dậy. Cho nên là nhiều khi chúng nó cứ nhầm tưởng, bọn chống cộng cực đoan chúng nó cứ nhầm tưởng có 1, 2, 3 thằng gọi là cái toàn cái lũ mà tôi gọi là bọn lũ súc sinh thích nằm ngửa ăn sẵn, và một số kẻ không thành công trong cuộc sống thì là hận xã hội, thì là chúng nó mới gọi là cái phản kháng lại cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Trời ơi, bây giờ không phải lòng dân, bây giờ tao thử cái thằng nào mang một cái cờ vàng, đúng không, ra đứng giữa đường xem thì có phải là 5 phút sau bị dân người ta đập chết không? Đấy có phải là lòng dân không? Hay là mày bây giờ ví dụ là mình đứng giữa đường, mày chửi Đảng Cộng sản xem, thử xem, đúng không? Thì có phải 5 phút sau thì là toi không cái thằng sống nghèo. Bây giờ nhé, một cái đất nước, bất kỳ một đất nước nào trên thế giới cũng thế thôi, không bao giờ có 100% những người ủng hộ chế độ, nhưng chỉ cần cỡ khoảng độ 60-70% trở lên thôi. Ví dụ như Việt Nam thì tôi nghĩ là 95 triệu dân thì hiện nay ít nhất là 92-93 triệu dân ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy. Thử xem, chúng mày cứ kêu gào, chúng mày cứ xuyên tạc, càng xuyên tạc bao nhiêu thì nói chung là những người dân Việt Nam càng ghét chúng mày bấy nhiêu thôi. Nói không có một cái gì đúng sự thực cả. Hôm qua là khi mình ngồi nhậu thì Bình Dương có lên cái kênh của thằng các bạn trẻ này, mình quên tên, ở bên Úc ấy. Thì cái thằng này thì cũng bảo là coi như là cũng có cái tư tưởng chống đối cái chế độ này. Nhưng mà nó cũng còn hay cái là khi ví dụ mình lên nói chẳng hạn thì nó cho mình nói thoải mái. Thì là nói về kinh tế Việt Nam, nó bảo kinh tế Việt Nam hiện nay chả phát triển gì cả, ô tô rồi giá đắt rồi thế này thế khác. Nên mình ngồi nghe ngứa tai quá, mình nhảy ra mình nói. Nên kinh tế của đất nước có muốn phát triển hay không thì qua cảm nhận của những người sống ở đó. Ví dụ mình cãi nhau thì nói chung là cũng khó, nhưng mà bây giờ mình đưa ra những con số tốc độ phát triển, đúng không? Còn một đất nước GDP do ngân hàng phát triển châu Á hoặc ngân hàng thế giới chẳng hạn, mình đưa ra, đúng không? Ví dụ năm 2017 cái tốc độ phát triển kinh tế GDP đạt coi như là 6.81% chẳng hạn, đúng không? Năm nay 6 tháng đầu năm đạt được 0.7, 0.8%. Đấy là cái tốc độ phát triển cái con gì nữa. Đúng mà cái số liệu này do Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra và được ngân hàng World Bank và ngân hàng phát triển châu Á người ta công nhận. Thì đấy là phải sự phát triển của đất nước. Chứ mình chả cái ví dụ cái lý về cái lý mình chỉ đưa ra những con số thôi. Đúng không? Còn mấy thằng ngu si dần độn nó bảo là coi như là cái giá trị đồng tiền Việt Nam không bằng Campuchia, 5.000 đồng Việt Nam mới bằng 1 ria Campuchia. Thì từ đó suy ra coi như là coi như kinh tế Việt Nam hiện nay thua Campuchia, cũng đúng là ngu si đần độn mà nhiều khi mà lên trên mạng mà cãi được. Công Thành phố Hồ Chí Minh thì anh vừa đi một vòng qua khu vực coi như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì ở cái phố và ở chỗ nhà thờ Đức Bà và Bưu Điện, thì phố ở chỗ mà
trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ tượng đài Bác Hồ, hiện nay người ta đang làm một cái sân khấu rất là lớn, mà không biết chắc để biểu diễn văn nghệ cái gì đang lắp đặt. Thành phố đi bộ Nguyễn Huệ thì hôm nay là ngày nghỉ, mà cũng trời rất thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rất mát, không có nắng kể hôm qua nắng, hôm nay thì rất mát mẻ, nhưng mà tình hình rất là yên tĩnh, mà những người đi bộ cũng ít. Vì thực tế là những ngày này là người dân ở thành phố Hồ Chí Minh người ta đi du lịch hết rồi, chiều tối này người ta mới về. Còn công nhân ở các tỉnh thì quanh thành phố Hồ Chí Minh thì người ta về quê, người ta nghỉ ngơi sau những ngày làm việc, và chiều tối nay người ta mới lên. Thế nên là cái giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rất là hay. Nó không vắng vẻ quá như những ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Đấy. Nhưng mà ví dụ nó cũng đỡ. Tức là nó không đông người. Đường xá thông thoáng, đi thích. Thời tiết mát mẻ. Không phải các bạn ạ. Bây giờ ví dụ này, mình không cần phải... Đúng, đối với bọn Ba Que thì mình không cần phân tích. Nhưng mà ví dụ là có bọn Ba Que ở đấy thì là cũng có đông người dân thường bình, người ta chưa hiểu biết, người ta coi, và những nhất là những người Việt kiều ở bên kia thì người ta không ít hiểu biết, người ta coi, mà mình nói ra những điều đó thì để cho những cái người Việt kiều ở bên kia người ta biết. Tôi nói thật, anh hôm nào có một anh bạn anh kể chuyện cho tôi một cái câu chuyện rất là nực cười, nhưng mà cũng gọi là cũng quen biết anh ấy thôi, một người Việt kiều quen biết anh ấy, thì ông này cũng có khoảng hơn 50 tuổi thôi, phải hỏi bảo là ôi bây giờ là ví dụ là mình đi sang nước ngoài mà dân Việt Nam sang nước ngoài mà xin visa là phải xin visa Trung Quốc à? Tức là của bọn Trung Quốc nó cấp nhỉ? Ông ấy nghĩ là Việt Nam hiện nay tất cả các thứ là đều rơi vào tay Trung Quốc nó nắm hết rồi. Xin visa mà đi nước ngoài phải được coi như Trung Quốc cấp rồi. Đấy, những cái thông tin đấy tôi nói với tất cả các bạn là nhiều khi nó rất là sơ đẳng như thế, mà bảo những người ở bên kia rất nhiều người không biết, chứ không phải ai cũng biết đâu. Đấy, vì suốt ngày người ta đi làm đấy, gọi những cái cày ở bên kia là đi cày về coi như là thôi, ví dụ ai có quan tâm đến tình hình nọ tình hình kia vớ vẩn thì người ta sẽ lại nghe những cái đài FL, F3, LFI hoặc là BBC tiếng Việt. Đấy, những đài VOA toàn đài chống cộng không, thì chúng nó tuyên truyền rất là lão toét. Cho nên như ví dụ những cái bà con Việt kiều nào người ta quan tâm chính trị, người ta nghe những đài Việt Nam hoặc là xem những đài Mỹ là thế giới chẳng hạn. Hôm nay vẫn làm à? Rồi cho thằng này xuống. Một lũ ngu si đần độn, nghe xúc những người đã mất thì mình nói chung là theo quan điểm mình thì mình ít khi xúc phạm, kể cả ông Nhu, ông Diệp, ông Thiệu hoặc cũng Cẩn, bọn nó phải biết là bây giờ ví dụ là những người cộng sản Việt Nam, cái cuộc chiến tranh người ta đã đi qua cả 43 năm rồi, thì ví dụ là những người phục vụ trong cái chính quyền huyện Sài Gòn ngày xưa mà còn ở lại Việt Nam, người ta cũng coi bình thường, coi những người dân thôi. Ngay cả ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn, ông mẹ ông ấy ở nghĩa trang Lái Thiêu thì là chính quyền hiện nay coi như là cũng coi những ông ấy như những người dân. Vâng, những mộ ông ấy cũng bình thường, những người dân ở những nghĩa trang Lái Thiêu và cũng được bảo vệ một cách kỹ lưỡng. Hoặc gọi là nghĩa trang ngày xưa, nghĩa trang quân đội Biên Hòa chẳng hạn, như do chính quyền huyện Sài Gòn người ta gọi, chứ bây giờ gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An. Tất cả những cái ngôi mộ ở đấy đều được bảo vệ, còn những người nào có thân nhân các thứ thì người ta đứng ra người ta xây mộ thì chính quyền tạo điều kiện cho người ta làm thôi, chứ còn phải đâu như mà coi như là man dợ như bọn ở kia. Đấy, hiện nay coi như cái tính chất man dợ của chúng nó được truyền từ cái đời cha, từ đời ông đến đời cha, từ đời cha giờ truyền đến đời con. Vâng, một số kẻ coi như là đấy, bây giờ coi như chống cộng cực đoan ở bên kia,
suốt ngày gào thét về, nó bảo cứ tao về được được lật đổ Đảng Cộng sản thì như là nó đen, tao đến tao giết mày, tao coi như là tao đốt nhà mày, đúng là bọn man dợ. Cho nên qua đây các bạn chẳng cần đâu ra, qua một số nhân chứng như tôi cũng so sánh được cái sự man dợ của chúng nó. Chúng nó cứ bảo là Cộng sản hèn với giặc ác với dân. Ác với dân thì đã có cái sự coi như là tắm máu sau năm 1975 như bọn nó tuyên truyền. Nhiều khi không để ý đến thì thôi, ví dụ buổi sáng vào xem cái live của thằng Đăng Lê Sương, tôi đầu tiên mà thôi live xem nghe thử xem nó nói gì, rồi mình kệ nó nói mình biết hẳn, nhưng mà thực tế khi ngồi coi một tí là mình không chịu nổi, bắt buộc phải công bằng. Nhưng mà thằng Đăng Lê Sương nói được một cái là nó không lốc, nhưng mình cũng công bằng ấy thôi, lịch sự thôi, nhưng nó không lốc như thằng Tân Thái này thôi nè. Thằng lốc mà sáng nay khi mình vào có mang thằng có thằng ta lê ở đấy thì coi như nó kêu gào cái thằng Đăng Lê Sương coi như lốc bằng Nguyễn, nhưng mà cái thằng Đăng Lê Sương là cái thằng coi như mắt mù mắt mở mà làm gì mà nhìn thấy được chứ có mang đâu, thành cùng nó không lốc đấy. Cái thằng ấy mà mắt không mù dở thì có khi nó nhìn nó lốc luôn đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn vào cái kênh cái nhà của thằng Đăng Lê Sương hầu như rất ít khi nó lốc, vì là thằng ấy nó mù dở thôi. Đúng rồi, cái thằng Tân Thái nó lốc lâu xong cuối cùng nó cũng biết hiểu một thời gian ra, một thời gian xong nó mở xong, ví dụ mình vào công an kiểu nó dưới áp lực của bọn dưới mà nó lại lốc lốc có khi mà hôm qua nó vào mình công an mấy cái xong nó lốc luôn rồi, nhưng mà chắc có khả năng là mấy ngày nó lại mở. Mấy thằng này kiểu nhiều khi nó câu view á, thấy coi như là nó lốc nhiều quá thấy nó phải mở. Đúng là cái bọn này nhiều khi cứ nghe chúng nó vừa cười vừa tức vừa điên, chả biết như là diễn hài kịch, mà chúng nó càng kêu gào thì nói chung là những người mình xem càng căm hận chúng nó hơn thôi. Có những người mà quá ngu ngục thì cứ nghe theo lời chúng nó đấy các bạn, chúng nó mời được mấy thằng dân chủ lên nha, hùa theo chúng nó, mà mấy cái thằng kia các bạn mình chả cần phải tiếp xúc gì cả, nhưng mà chỉ cần nghe chúng nó nói thôi. Mẹ mấy thằng đấy chắc văn hóa lớp 2, lớp 3 nha. Nó không biết mà cái gì đâu. Nhiều khi bảo mẹ phấn đấu người ta kiếm ra tiền, nhưng mà chúng nó coi như là chúng nó cứ bảo mình là người thông minh, người mình là thế này thế khác thì là có khả năng nọ thằng anh kia, nhưng mà sang Mỹ bao nhiêu năm rồi chứ coi như là chỉ có mỗi cái rửa chân vẽ neo không biết vẽ, ngu si dần độn thế mà đòi coi như là về lãnh đạo người dân Việt Nam thì cái bọn đấy sao mà lại ấy được. Đúng là ngu si dần độn rốt nát mà làm chính trị.
và nhiều khi mà không nhớ đến bọn nó thì thôi, mà cứ nhớ đến bọn nó thì nói chung không nói không được. Ờ rồi, ok. Ở trong này nhà thôi. Đấy, bây giờ ví dụ trước cửa nhà những người nhà dân Việt Nam, ví dụ người dân ngày lễ mùng 2 tháng 9 như ngày độc lập chẳng hạn, người ta treo cờ thế thôi. Ví dụ năm nay là kỷ niệm 73 năm ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày xưa, thì nói chung là ở tất cả nước thì người ta chỉ có tổ chức một cái cuộc gọi là meeting nhỏ nhỏ thôi, còn những người dân được nghỉ những ngày lễ đó và trước cửa nhà dân treo cờ thế thôi, chứ đâu phải làm rầm rộ rồi gì đâu. 5 năm thì nhà nước mới tổ chức một lần, tổ chức những lễ lớn ví dụ duyệt binh tùy theo vậy thôi, 5 năm một lần. Chứ những năm 73 năm sang năm 74 năm, sang năm nữa 75 năm thì có khả năng 5 năm thì tổ chức những ngày lễ một lần. Vâng đúng rồi. Sáng thì tôi vừa ngồi ăn sáng thế bảo thôi mở ra sẽ coi thấy nó có kênh và chương trình mà thôi mình cứ vừa coi vừa ăn sáng nghe xem chúng nó nói cái gì, chúng nó có tức ói máu là cái chuyện mà ngày mùng 2 9 không một ai xuống đường không. Mà cuối cùng mình là thôi cứ vừa ăn sáng coi, nhưng mà coi ngứa tay nhưng mà không chịu nổi, lại phải nhảy vào con mang thế một lúc một con mười năm mang một hồi. Thì ở cái diễn đàn nó chửi bới bới mình om sòm phải lên kệ chứ, nó chửi cho nó chửi. Nhưng mà thôi, nhưng mà ví dụ mình muốn ngồi ăn sáng cho ngon thôi mà có mong một hồi nghe thế thôi, thành công thôi tắt nó đi ngồi ăn sáng cho nó ngon. Nói chung là chúng nó đang cay cú lắm. Đến ngày mai mà không có cái gì nữa thì nó quá đợt. Mùng 4 tháng 9 này thôi hai thằng nó gì là cũng trở thành ngày rỗ của chúng nó luôn, cho nó cho đổi. Nào thế hết cả một tháng trời. Rồi là kể cả bọn triều đại Việt, bọn của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của thằng Đào Tụt Quần cũng gào thét nọ kia, bao nhiêu diễn đàn gào thét, bao nhiêu cái tổ chức nọ kia tất cả các thứ, mà tin tưởng vào ngày vào dịch mùng 2 tháng 9 và mùng 4 tháng 9 này. Mình chỉ bảo là thôi, nếu mà giả sử mùng 2 tháng 9, mùng 4 tháng 9 mà không động tới cái lông chân của Đảng Cộng sản ấy, thì tôi nó tốt hết chúng mày coi như im mẹ mồm đi thôi. Để mà tập trung để cho những người dân Việt Nam người ta còn yên ổn làm ăn. Toàn chúng toàn thằng lừa đảo rông. Không, ở thành phố Hồ Chí Minh mình vừa đi một vòng rồi, tình hình rất yên tĩnh, rất đẹp, thời tiết rất đẹp đấy. Bây giờ hơi mưa một tí xíu thôi. Thời tiết hôm nay quá đẹp trời lâm, bây giờ vừa nãy mình đi thì trời râm mát, đường phố thì nó vắng lặng đấy. Khu vực trung tâm thì nói chung cái lực lượng an ninh hôm nay này ít hẳn hơn so với ngày hôm qua. Đến ngày hôm qua là ngày 29, ví dụ chúng nó gây ra một cái vấn đề gì thì nó tạo tiếng vang lớn hơn, thì lực lượng an ninh vào bình thường ở những ngày lễ lớn cũng chả phải riêng năm nay, thì nói chung là lực an ninh Việt Nam thì đều coi như là phải gọi là gác cho nhân dân ngủ yên, để cho những đồng bào các tỉnh thành phố thăm một cái khách du lịch thăm những ngày mà lễ thì bao giờ cũng an ninh được thắt chặt. Hôm nay thì cũng có nhưng ít. Cái khu vực trung tâm thì có, khu vực ví dụ nhà thờ Đức Bà thì có ít thôi.
Vâng, tôi cũng mong rằng là chắc cho ngày mai thì tình hình cũng vậy thôi. Ngày mai thì bắt đầu coi như là những người công nhân hoặc cán bộ công nhân viên trở lại làm việc bình thường. Vâng. Còn mình năm là học sinh bắt đầu khai giảng đi học, cuộc sống vẫn cứ trôi chảy ra vẫn bình thường. Đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển. Các bạn nếu mà các bạn xem thời sự, các bạn để ý về vấn đề kinh tế, cái năm 8 tháng đầu năm 2018 này, tất cả các chỉ số đều phát triển hết, đều tăng từ 10-13 cái 15%, có những chỉ số tăng 13%, kể cả vấn đề xuất nhập khẩu rất là tốt. Cái lượng cái du khách vào Việt Nam càng ngày càng nhiều, cái chỉ số phát triển cái du lịch, số du khách vào Việt Nam, quốc tế vào Việt Nam thì tăng gần 20%. Đấy, nói chung là du khách chẳng hạn, thì nói chung là về cái du lịch thì nói chung là theo tôi nghĩ là cũng chưa đúng cái tiềm năng của mình. Ví dụ như riêng về du lịch thì mỗi năm tăng khoảng 30% lượng khách du lịch, thì theo tôi thì nó mới gọi là xứng tầm. Nhưng mà nói chung là những năm tới thì là về vấn đề du lịch thì càng ngày được càng cải thiện hơn thôi. Vâng, xin chào anh Tư Tân Bình, xin chào Phượng Nguyễn, tổng chào tất cả các bạn. Thì tôi không nhìn màn hình mà phải ngồi đây kiểu ở gần đường thì cũng tiếng ồn nó cũng nhiều, ngồi trong phòng thì nói chung mình ấy xa này, nhìn xa này, mà nói ở đây nói chung là nó lớn thì nó nhiều khi là nó ảnh hưởng. Thấy một ông ngồi ở trước cửa mà cứ la hét lên, nhiều khi là người ta nói ông thần kinh. Trời ơi, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng tôi xưng thì nó ở bên Mỹ nó xưng thoải mái, ở đây nó còn phong coi như là cho những cái thằng vừa rồi coi như là ném bom vào trong cái trụ sở phường 2 quận Tân Bình, thằng ông tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai, ông tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam, ông tỉnh trưởng Đà Nẵng. Trời ơi, chúng nó có đất đâu, có nước đâu. Vừa rồi không biết các bạn có bạn nào đưa ra một cái ảnh, tôi thấy là nó quá nhục nhã. Nhưng mà những người mà ví dụ còn tôn vinh cái lá, vẫn còn nghĩ đến cái lá cờ vàng ba sọc đó, mà không biết cái ảnh đấy là ảnh thực hay là có một cái vấn đề gì với bức ảnh không. Nhưng mà ví dụ bức ảnh đó là bức ảnh thực, thì thực tế là tôi nói là những người mà gọi là đang thờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì tôi thấy nó nhục lắm. Vì lá cờ đó nó chết 43 năm rồi, tức là có một bức ảnh đưa lên, tức là mọi người vào viếng cái thượng nghị sĩ John McCain. Đấy, thượng nghị sĩ John McCain thì là trước kia thì ông tham gia hải quân, đấy, ở đơn vị phi công, tức là phi công của hải quân, và bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam. Thì sau khi ông một thời gian bị tù ở Việt Nam thì năm 1973 thì ông được trao trả, và từ đó là ông hoạt động chính trị, và ông là những người mà rất tích cực trong cái chuyện mà bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Thì vừa rồi ông ấy mất. Thì ngay ở Việt Nam thì nói chung là thượng nghị sĩ John McCain thì đối với mọi người thì đều cũng đã biết về ông này rất là nhiều, và những người dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam cũng nói chung là rất là tôn trọng ông thượng nghị sĩ này, và ông cũng có một cái tiếng nói nhất định trong cái chính phủ Hoa Kỳ. Thì vừa rồi thì ông ấy mất ở cái tuổi 80, không biết 85, 86. Thì nói chung ở Việt Nam mình cũng làm cái một số nhà ngoại giao của mình hoặc là lãnh đạo đảng nhà nước thì cũng đến viếng ông ấy ở Việt Nam. Còn ở bên Mỹ thì là đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đến viếng John McCain. Thì nhưng mà ví dụ như cái bọn mà ở những người mà Việt Nam Cộng hòa cũ ấy, cũng đến viếng, nhưng mà mang cái cờ ba sọc đến viếng. Thì coi như là cái cờ ba sọc thì làm sao mà cảnh sát Mỹ cho mang vào, chứ người ta
vứt cái bà cờ ba sọc đấy ở cái, ngay ở cái hàng hàng rào. Tôi thấy mà cái cảnh đấy, những người ấy ngồi nó quá nhục nhã. Mà ví dụ ngu si dần đội mức độ có như là hiện nay chính phủ Mỹ hiện nay đang quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam, mà khi mà ông đến mà viếng Joe McCain ông mang cái cờ vàng ba sọc đỏ đi thì đúng là một cái điều, đúng là chúng nó gọi là nó không có một cái đầu óc gì cả, quá ngu si đần độn. Bất kỳ một chính phủ nào ai bây giờ ví dụ như cho mang cờ ba sọc vào mà trong đó chính phủ Mỹ quan hệ với chính phủ Việt Nam rồi thì ai người ta cho mang vào, mà chúng nó lại mang đi thì nói chung bị quẳng vào cái bên hàng rào là đúng thôi. Đúng, cho nên nhiều khi nói là mấy cái ông già mà ở bên chính quyền huyện Sài Gòn mà bây giờ chạy bên kia 43 năm nay rồi vẫn cứ còn gọi là ảo tưởng về những cái chính quyền cũ thì tôi thấy không biết là dùng cái lời nào để mà nói, nhục quá nhục. Thực tế là tôi nói với tất cả các bạn này, 43 năm chiến tranh đã qua rồi thì những cái gì quá khứ thì cho vào quá khứ đi, đúng không? Bây giờ cứ đem những cái hận thù của mình thì bắt đầu truyền cho đời con đời cháu. Đất nước hiện nay Việt Nam mình hiện nay coi như là đang phát triển một cách mạnh mẽ, đời sống Việt Nam của người dân càng ngày càng được nâng cao lên, những cái tồn tại trong xã hội thì càng ngày càng được coi như là cải thiện rất là nhiều. Mình những người dân bình thường mình nhìn thấy những điều đó, còn cái tồn tại trong một cái xã hội nào thì chẳng có, mà đối với xã hội Việt Nam thì nói chung là nó đang phát triển thì nó cũng còn nhiều, đúng không? Nhưng mình vẫn đang một cái triệt để mình đang khắc phục, hết thì không hết được nhưng mà nói chung nó chỉ đỡ đi rất nhiều thôi. Thì nói chung là khi mình nhìn một cách tổng thể thì xã hội Việt Nam đang tiến triển rất là tốt về tất cả các mặt. Thì bây giờ mà các ông ở bên đấy các ông căm hận cái gì? Mà toàn cái xuyên tạc đất, mà bảo rằng cái đất nước Việt Nam coi như là làm tay sai tổ cộng bán nước cho Trung Quốc. Cái đất nước cái thời gian trước năm 1990 cực kỳ khổ sở, cực kỳ khó khăn. Năm 1990 khối Đông Âu ở bên kia tan rã, Liên Xô thì là cộng sản, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết thì cũng bị tan rã, một số nước Đông Âu đảng sản tan rã. Việt Nam thì coi như là chiến tranh với Trung Quốc vừa xong, trong đất nước Việt Nam cực kỳ coi như là khó khăn. Kể tôi nói với các bạn là khó khăn về tất cả các mặt, về kinh tế rồi về chính trị không biết là như thế nào, nhưng bây giờ ví dụ như dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm ra một hướng đi trước thôi, khó khăn mình còn không bán và Đảng Cộng sản Việt Nam không sụp đổ. Nhưng bây giờ hiện nay đất nước đang phát triển một cách vững mạnh về tất cả các mặt, chính trị, kinh tế, ngoại giao, mình được rất nhiều nước